Xin chào các bạn, đây là kênh youtube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Sáng 4 tháng 10, các vận động viên Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Lê Thị Tú Trinh của đội tuyển Cầu Mây Việt Nam tham dự chung kết nội dung Cầu Mây 4 nữ gặp Indonesia. Trước trận tranh huy chương vàng, đội cầu mây nữ Việt Nam đã vượt qua Myanmar, Nhật Bản và chính Indonesia ở vòng bảng, sau đó thắng dễ chủ nhà Trung Quốc ở bán kết. Trong ván đấu đầu tiên, Indonesia sớm vượt lên dẫn điểm và liên tục khiến đội cầu mây nữ Việt Nam phải dượt đuổi tỷ số. Dù rất nỗ lực nhưng các cô gái Việt Nam đã để thua đáng tiếc ở ván đấu này với tỷ số 18-21. Sang ván đấu thứ hai, đội cầu mây nữ Việt Nam lấy lại sự tự tin và liên tục dẫn điểm Indonesia. Kết thúc ván đấu này, các học trò của huấn luyện viên Trần Thị Vui giành chiến thắng với tỷ số 21-18. Ở ván đấu quyết định, đội cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục tươi xuất sắc để giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 21-14. Trung cuộc, các cô gái Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 21 ở chung kết nội dung cầu mây bốn nữ. Ngược dòng đánh bại Indonesia, đội cầu mây nữ Việt Nam mang về huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19 sau tấm huy chương vàng ở môn bắn súng của xạ thụ Phạm Quang Huy. Trước đối thủ Triều Tiên, Đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam khởi đầu hưng phấn và nhanh chóng tạo ra khoảng cách rất xa so với đội bạn trong set 1 và dễ dàng có chiến thắng 25-17 sau 25 phút thi đấu. Sang set 2, sự áp đảo của Thanh Thúy và đồng đội tiếp tục được duy trì. Khoảng cách từ 5 tới 6 điểm luôn được đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam giữ vững và các cô gái Việt Nam kết thúc set đấu với điểm số 25-20. Ở set 3, Triều Tiên bất ngờ chơi tốt và giành chiến thắng với tỷ số 25-20. Nhưng ở xếp 4, các cô gái Việt Nam đã lấy lại được sự tập trung để thắng 25-22, qua đó giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3-1 ở trận đấu này. Thắng chung cuộc 3-1 sau gần 2 giờ thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gần như cầm chắc quyền vào thi đấu bán kết ASEAN 19. Thầy trò huấn luyện viên Tuấn Kiệt chỉ mất vé và bán kết nếu Hàn Quốc giành 6 điểm trong hai trận còn lại, bao gồm cả trận đấu với chủ nhà Trung Quốc. Kịch bản 99% sẽ không thể xảy ra. Ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của bảng Di Cúp C1 châu Á 2023-2024, Hà Nội FC có chuyến làm khách tới sân của đội đương kim vô địch Uruguay. Trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, đại diện của bóng đá Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ. Trong hiệp đấu đầu tiên, Hà Nội FC đã để thủng lưới 3 bàn ở các phút thứ 9, 19 và 37. Sang hiệp 2, Hà Nội FC nhận thêm 3 bàn thua, qua đó thất bại với tỷ số 0 Trung cuộc. Với kết quả này, Hà Nội FC tiếp tục xếp cuối tại bảng G, Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, tiền đạo Tuấn Hải cho biết Urawares là đội bóng đẳng cấp cao hơn. Toàn đội Hà Nội FC hôm nay đã cố gắng hết mình. Điểm tích cực ở trận đấu này là chúng tôi đã trải nghiệm không khí cúp C1, qua đó giúp chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Theo thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất, câu lạc bộ Khánh Hòa thông báo chia tay cùng lúc 14 cầu thủ. Câu lạc bộ Khánh Hòa cho biết Câu lạc bộ bóng đá Khánh Hòa xin cảm ơn và gửi lời chào tạm biệt đến các cầu thủ Văn Thạnh, Minh Huy, Văn Việt, Phiên Hồ, Văn Khánh, Văn Ngọ, Văn Trường, Thế Kiệt, Út Cường, Ryan Hà, Tiến Anh, Lê Duy, Ramos và Trùm Tỉnh. Chúng ta đã có một mùa giải thật tuyệt vời khi chiến đấu cùng nhau. Chúc các cầu thủ sẽ gặt hái nhiều thành công trong chặng đường sắp tới. Câu lạc bộ Khánh Hòa chia tay hàng loạt cầu thủ trong thời điểm gặp khó khăn về tài chính chia sẻ với báo điện tử VOV về quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Võ Đình Tân cho biết, câu lạc bộ Khánh Hòa đã hoàn thiện được bộ khung, chúng tôi đã có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu ở Bình Dương để chuẩn bị cho mùa giải mới. Về cơ bản, lực lượng của Khánh Hòa đã ổn định nhưng yếu hơn năm ngoái do vấn đề về kinh phí. Câu lạc bộ Khánh Hòa cùng các đội bóng tham dự V-League 2023-2024 còn thời hạn tới ngày mùng 6 tháng 10 để hoàn tất đăng ký cầu thủ. Trước việc Saka liên tục bị đau, anh vẫn đá chính ở trận Arsenal gặp Lens, thuộc lượt trận thứ hai bảng B Champions League mùa này. Cầu thủ 22 tuổi là người kiến tạo cho Jesus mở tỷ số ở phút thứ 14. Tuy nhiên, Saka phải rời dân ở phút thứ 34 do gặp chấn thương. Khi được hỏi về chấn thương của Saka, huấn luyện viên Ateta cho biết, trông không ổn. Tất nhiên chúng tôi sẽ phải kiểm tra xem mức độ nghiêm trọng từ chấn thương mà cậu ấy gặp phải. Nhưng theo cảm nhận của tôi, đây không phải là một chấn thương nhẹ. Ở trận đấu này, Arsenal để thua 1-2 chung cuộc, qua đó mất ngôi đầu bảng B vào tay chính đối thủ. Phía trước pháo thủ sẽ làm màn chạm trán Man City tại vòng đấu thứ 8 của giải ngoại hạng Anh. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.